Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 7, tại phiên tòa xét xử vụ án chuyến bay giải cứu, đại diện Viện Kiểm sát đã có một số kiến nghị đối với những vấn đề phát sinh tại tòa qua hành vi phạm tội của các bị cáo. Theo đại diện Viện Kiểm sát, liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, cần kiến nghị điều tra hành vi của ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, là người ký các công văn cấp phép chuyến bay để giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án. Theo cáo buộc là thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, Phạm Trung Kiên có nhiệm vụ tiếp nhận, trình Thứ trưởng duyệt, ký văn bản trả lời liên quan đến việc cho ý kiến xét duyệt các chuyến bay theo đề nghị của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức cá nhân. Khi thực hiện nhiệm vụ, Phạm Trung Kiên yêu cầu đại diện các doanh nghiệp, cá nhân chi tiền từ 50 đến 200 triệu đồng cho mỗi chuyến bay hoặc từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng mỗi hành khách. Đối với khách lẻ, chi phí này là 7 đến 15 triệu đồng một người. Cơ quan điều tra xác định từ tháng 2 2021 đến tháng 12 2021, Phạm Trung Kiên đã nhận hối lộ của 18 cá nhân đại diện doanh nghiệp và một số khách lẻ. Tại tòa, Phạm Trung Kiên khai rằng số tiền này bị cáo sử dụng toàn bộ, không đưa cho ai. Bị cáo cam đoan không đưa tiền cho ai, lời khai này là đúng sự thật. Không ai tác động đến bị cáo để khai sai sự thật, bị cáo Kiên nói. Đánh giá bị cáo Kiên nhận hối lộ nhiều nhất, thủ đoạn trắng trợn nhất, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình. Cũng tại phiên tòa, bà Ngô Thị Lan Phương, chị gái bị cáo Ngô Quang Tuấn, cựu chuyên viên vụ hợp tác quốc tế Bộ Giao thông Vận tải, giao nộp cho hội đồng xét xử một tập chứng cứ là tài liệu tin nhắn, cho rằng đây là tin nhắn trao đổi giữa bà Lan Phương và bà Nguyễn Thị Tường Vi, thể hiện giao dịch dân sự về góp vốn mua đất giữa bị cáo Vi và bà Lan Phương. Viện Kiểm sát xét thấy hành vi của bà Ngô Thị Lan Phương có dấu hiệu của tội che giấu tội phạm, nên kiến nghị cần tiếp tục điều tra làm rõ. Phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa cho thấy một số bị cáo có dấu hiệu của tội rửa tiền. Viện Kiểm sát cũng đề nghị tiếp tục điều tra làm rõ giai đoạn 2 của vụ án. Theo đại diện Viện Kiểm sát, đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, hành vi phạm tội của các bị cáo xảy ra ở nhiều bộ, ngành địa phương khác nhau, với 5 tội danh đều thuộc nhóm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo nhận hối lộ là những người có chức vụ cao trong các cơ quan nhà nước, có dấu hiệu thông đồng khai báo để che giấu tội phạm, thậm chí có việc nhờ giúp đỡ để nhóm doanh nghiệp không bị xử lý hình sự. Trong đại án chuyến bay giải cứu, có 54 bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa. Phần lớn bị cáo bị buộc ở hai nhóm tội, đưa hối lộ 23 người và nhận hối lộ 21 người. 18 bị cáo bị truy tố với các khung hình phạt cao nhất là tử hình. Trong số 18 bị cáo, Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế là người nhận nhiều tiền nhất với số tiền lên đến 42,6 tỷ đồng trong tổng cộng 253 lần nhận hối lộ. Tại tòa, bị cáo Kiên khai đã dùng tiền mua đất, sửa nhà và tiêu dùng cá nhân, đồng thời có cho một người chú bên vợ vay 11 tỷ đồng. Vậy danh tính người chú này là ai? Có dấu hiệu giúp sức bị cáo Kiên trong việc tẩu tán tài sản hay chỉ đơn thuần là giao dịch dân sự vay mượn giữa hai người trước khi Kiên bị bắt là câu hỏi đang được dư luận theo dõi phiên tòa quan tâm lúc này. Khai báo tại phiên tòa, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế vẫn thừa nhận nhận hối lộ tổng số tiền 42,6 tỷ đồng từ các doanh nghiệp như quy kết trong cáo trạng. Sau đó, bị cáo trả lại cho phía doanh nghiệp 12 tỷ đồng. Theo cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, số tiền còn lại bị cáo sử dụng 20 tỷ đồng để mua đất ở nhiều nơi như Mũi Né, Bình Thuận, hai huyện Ba Vì và Hoài Đức, Hà Nội và cho vay 20 tỷ đồng. Đến năm 2022, bị cáo Kiên đã bán đất ở huyện Ba Vì, Hoài Đức để lấy tiền khắc phục hậu quả vụ án. Với số tiền 11 tỷ đồng cho vay, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ nhớ người vay tên D là chú rể bên vợ. Bị cáo không biết họ đầy đủ, địa chỉ cụ thể, vì là chú cháu trong gia đình nên bị cáo tin tưởng. Đối với khoản vay này, bị cáo có giấy xác nhận và chuyển khoản, bị cáo Kiên khai. Trả lời đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, bị cáo Phạm Trung Kiên nói số tiền nhận được từ doanh nghiệp, bị cáo không nói cho ai biết, nhận xong chỉ đem về nhà. Tài khoản gửi cho các doanh nghiệp để họ chuyển tiền là của mẹ vợ, bị cáo không rút tiền mặt. Tại tòa, bị cáo Phạm Trung Kiên thừa nhận họ nhận hối lộ từ các đại diện doanh nghiệp, gồm hơn 27 tỷ đồng của các chuyến bay combo và 15 tỷ của các chuyến bay lẻ. Tuy nhiên, Kiên bác bỏ những lời khai của các bị cáo khác trước đó cho rằng họ bị Kiên đe dọa, quát tháo, ép đưa tiền nếu không sẽ không được cấp phép các chuyến bay giải cứu. Bị cáo không yêu cầu phải đưa tiền, việc đưa, mức chi, hình thức chi là doanh nghiệp chủ động đề xuất, bị cáo Kiên khai. Đối chất về lời khai này, bị cáo Đào Minh Dương, giám đốc công ty Visa Sun khai, Kiên quát,
nói các anh làm ăn phải nộp mấy triệu trên một khách. Mọi người sau đó phản ứng, bảo nộp đến mấy chục tỷ đồng một chuyến bay thì không ai chịu được. Kiên dịu giọng nói, tôi biết các anh nộp cho anh Tuấn A08, bị cáo Vũ Anh Tuấn, cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, là 150 triệu một chuyến, thì cũng nộp cho tôi như vậy. Dương khai. Một bị cáo khác khai, bị cáo có nói bên anh bay nhiều, cho rút xuống 100 triệu một chuyến được không? Kiên bảo không, cái này theo ba rem rồi. Một số người khác khai tương tự, nói Kiên ép họ phải đưa tiền, nếu không sẽ không được cấp phép chuyến bay giải cứu. Theo cáo trạng, Phạm Trung Kiên có nhiệm vụ tiếp nhận, trình Thứ trưởng Bộ Y tế duyệt, ký văn bản trả lời liên quan đến việc cho ý kiến xét duyệt các chuyến bay theo đề nghị của Bộ Ngoại giao và các cơ quan tổ chức cá nhân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ tháng 2-2021 đến tháng 12-2021, bị cáo Kiên đã nhận hối lộ 253 lần của 18 cá nhân và 62 đoàn khách lẻ khác, tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng. Với cáo buộc này, bị cáo Phạm Trung Kiên nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ án chuyến bay giải cứu. Vi phạm nhãn tiền ấy, nguyên nhân chính là bởi sự suy thoái về đạo đức của một bộ phận cán bộ, khiến lòng tham và những toan tính cá nhân che lấp tinh thần thượng tôn pháp luật. Thật khó chấp nhận với những lời ngụy biện rằng món quà trị giá hàng tỷ đồng các đối tượng nhận chỉ là quà cảm ơn sau mỗi vụ việc và rằng không biết mình đang nhận hối lộ. Chỉ sau khi làm việc với cơ quan điều tra nhiều lần và qua tìm hiểu về tội nhận hối lộ, mức án nặng từ 20 năm đến chung thân và cao nhất là tử hình, các bị cáo mới nhận ra lỗi lầm của mình. Nhưng có lẽ đã quá muộn. Thậm chí một số bị cáo như Phạm Trung Kiên còn ám ảnh về mức án tử hình dẫn đến hoảng sợ phải điều trị tâm thần. Sáng 17 tháng 7, ngày thứ 5 làm việc của phiên tòa xét xử đại án chuyến bay giải cứu, thẩm phán chủ tọa phiên tòa Vũ Quang Huy thông báo luật sư hỗ trợ các bị cáo trong việc cung cấp các tài liệu liên quan đến việc nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án đến bàn thư ký làm việc. Theo đó, để tạo điều kiện cho luật sư và các bị cáo thực hiện việc nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án nên hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa. Lúc 10 giờ ngày 17 tháng 7, sau gần 2 tiếng tạm dừng phiên tòa để các luật sư, bị cáo trình tài liệu chứng cứ về việc nộp tiền khắc phục hậu quả, hội đồng xét xử cho tiếp tục phiên tòa vụ án chuyến bay giải cứu. Đại diện Viện Kiểm sát công bố bản luận tội. Theo đó, vụ án này có số bị cáo lớn ở nhiều bộ ngành, địa phương. Hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, thủ đoạn tinh vi, số tiền đặc biệt lớn xảy ra trong thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, bị dư luận lên án gay gắt. Việc Tòa án Nhân dân Hà Nội đưa vụ án ra xét xử thể hiện tính nghiêm minh nhằm mục đích răn đe các bị cáo và giáo dục phòng ngừa chung. Theo Viện Kiểm sát, từ đầu năm 2020 đến khoảng giữa năm 2021, nhà chức trách đã cấp phép và tổ chức hơn 1.000 chuyến bay, đưa hơn 200.000 công dân từ 62 quốc gia, vùng lãnh thổ về nước. Chủ trương này nhận được sự đánh giá cao của quốc tế cũng như công dân Việt Nam. Trong tình hình dịch bệnh, khi các nhân viên y tế, các chiến sĩ công an ở tuyến đầu chống dịch bất chấp sức khỏe, tính mạng cá nhân, thì một số cá nhân lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh để trục lợi, gây khó khăn, nhũng nhiễu tạo cơ chế xin cho, buộc doanh nghiệp phải nâng cao giá vé để có chi phí bôi trơn, đưa hối lộ, làm mất đi mục đích tốt đẹp của nhà nước, phản bội lại chính đồng đội, đồng nghiệp của mình. Việc truy tố xét xử các bị cáo là cần thiết để đảm bảo phòng ngừa tội phạm, răn đe giáo dục chung. Theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra, truy tố, xét xử thẩm vấn cho thấy các bị cáo đã nhận tiền của doanh nghiệp để đề xuất, trình duyệt, duyệt, phát hành công văn cấp phép chuyến bay đưa công dân về nước. Quá trình thẩm vấn tại phiên tòa, có nhiều bị cáo lập lờ đánh lận, cho rằng nhận tiền là do doanh nghiệp cảm ơn. Đây là sự lập lờ nguy hiểm, cần nhận thức đúng đắn để loại trừ văn hóa phong bì, Viện Kiểm sát nói. Cần khẳng định rằng hành vi nhận tiền của các bị cáo là nhận hối lộ, bởi số tiền đã nhận là cả gia tài, không thể là cảm ơn khi người đưa tiền buộc phải đưa. Các bị cáo nhận số tiền lớn trong bối cảnh cả người dân cả nước chắc chiêu đóng góp vào quỹ phòng chống Covid để chống dịch. Viện Kiểm sát nhận định và nhấn mạnh, cần khẳng định mạnh mẽ một lần nữa, hành vi của các bị cáo là hành vi nhận hối lộ. Cũng theo Viện Kiểm sát, hành vi nhận hối lộ của các bị cáo thể hiện dưới hai dạng. Thứ nhất, các bị cáo thỏa thuận đưa ra yêu cầu buộc doanh nghiệp phải đưa tiền. Thứ hai, hành vi gây khó khăn của người có thẩm quyền khi thẩm định, đề xuất, trình, duyệt các chuyến bay dẫn đến doanh nghiệp phải chi tiền theo luật bất hành văn. Trên cơ sở đó, có thể khẳng định hành vi hối lộ của các bị cáo như đã truy tố. Cụ thể, từ tháng 9-2020 đến tháng 12-2022, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao, nhận hối lộ gần 165 tỷ đồng.
hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án bị coi là đặc biệt nghiêm trọng khi lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID vì mục đích lợi nhuận, vụ lợi cá nhân, bất chấp các quy định của pháp luật, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!